Những vật thể vũ trụ khổng lồ lao đi vun vút trong không gian, hướng thẳng về phía trái đất. Khi nó va chạm với hành tinh của chúng ta, sẽ xảy ra một thảm họa trên phạm vi toàn cầu. Đây không phải là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, mà trên thực tế, nó đã xảy ra 65 triệu năm về trước. Nhiều dạng sinh vật trên trái đất đã bị tuyệt chủng, trong số đó có loài khủng long. Ngày nay, các nhà khoa học cho rằng vụ va chạm trong lịch sử không phải là thảm họa duy nhất. Một thảm họa tương tự như những gì đã xảy ra làm loài khủng long tuyệt chủng hoàn toàn có thể tiếp tục diễn ra, và chúng ta có thể là những nạn nhân tiếp theo. Có hay không các vụ va chạm tiếp theo? Dĩ nhiên là có thể có, và trái đất về nguyên tắc là một mục tiêu lớn. Những kẻ xâm lược bí ẩn này là gì? Chúng từ đâu mà có? Nếu một trong số chúng lại một lần nữa đe dọa trái đất, thì liệu chúng ta có kịp ngăn chặn hay không? Chúng ta vẫn cho rằng sao Chổi với vẻ đẹp ngoạn mục của nó là thứ mang lại cho con người sự thích thú nhất trong các loại thiên thể. Chuyển động theo quỹ đạo quanh mặt trời, sao Chổi không gây nguy hiểm đến con người và mọi thứ xung quanh quỹ đạo bay của nó. Tuy nhiên, một số ít sao Chổi lại có khả năng va chạm với các thiên thể, chẳng hạn như trái đất. Với vận tốc 40.000 km một giờ, thì chỉ cần một kẻ đạo tặc nhỏ bé trong vũ trụ cũng đã là một đòn chí tử đối với chúng ta. Những vụ va chạm quy mô lớn với sao Chổi có thể cướp đi rất nhiều sinh mạng con người, gây nên những biến đổi lâu dài trong môi trường tự nhiên, hay nói cách khác, nó có thể trở thành một thảm họa đối với toàn nhân loại. Theo thạc sĩ Phan Văn Đồng, Phó Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ Việt Nam, trái đất đã từng trải qua hai lần diệt chủng với quy mô lớn. Lần thứ nhất xảy ra cách đây 250 triệu năm và cũng là lần diệt chủng lớn nhất khi hơn 70% sinh vật trên trái đất đã bị tiêu diệt. Lần diệt chủng thứ hai cách đây 65 triệu năm gắn liền với thời kỳ tiểu băng hà, chứng kiến sự biến mất của loài khủng long. Và nguyên nhân của cả hai lần diệt chủng này đều được cho là do những tai biến vũ trụ. Tất cả các con người đều là do tai biến vũ trụ, nhưng tai biến vũ trụ thì tách thành hai. Cái thêm tai biến thứ nhất, đấy là do các cái vụ nổ. Thế là va đập giữa các cái đối tượng, các cái thiên thể nhỏ đối với trái đất chúng ta mà gây nên. Cái loại thứ hai là cùng là vũ trụ nhưng mà do hoạt động của mặt trời, sự hoạt động của mặt trời là gây nên sự hủy diệt trái đất thông qua cái sự biến đổi khí hậu lớn ở trên trái đất chúng ta. Các nhà khoa học cho rằng 65 triệu năm về trước, một vụ va chạm trong vũ trụ đã làm hủy diệt hoàn toàn loài khủng long. Sao Chổi, hoặc có thể là một tiểu hành tinh nào đó có đường kính khoảng 10 km, đã đâm thẳng vào bán đảo Yucatan thuộc Mexico. Chưa đầy một giây sau vụ va chạm, một miệng hố rộng đến 180 km, sâu khoảng 32 km đã được hình thành. Một vụ nổ kinh hoàng với sức công phá bằng tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới gộp lại. Do ảnh hưởng của sóng xung kích mà trên toàn bộ thế giới đã xảy ra động đất, kéo theo sóng thần khổng lồ xuất hiện trên các đại dương. Cho bụi từ núi lửa bốc lên hàng km trên bầu trời. Lớp mây cho bụi dày đặc đó bao phủ qua địa cầu trong nhiều năm và mặt trời cũng bị che khuất. Khủng long từ từ bị tiêu diệt. Và không chỉ duy nhất mỗi loài khủng long, hơn một nửa các loài sinh vật trên trái đất cũng bị tuyệt diệt. Về mặt khoa học thì người đã thấy rồi, có một sự trùng khớp về các khai quật ở trong những cái lắng đồng ở trong cái trầm tích của biển, rồi các cái nhất là các cái vùng cực, tức là vùng đấy là được trái đất bảo tồn một cách là cái trầm tích bảo tồn khá tốt, thì người ta thấy có một sự trùng lập, tức là cái qua cái nghiên cứu của cái nguyên tố phóng xạ còn lưu giữ ở trầm tích thì người ta thấy đúng là ở những cái thời kỳ của những sau 60 cách đây 65 triệu năm thì những cái trầm tích mà có tuổi ấy thì có rất nhiều các cái nguyên tố mà có nguồn gốc khác với ở trên trái đất chúng ta, thì người ta cho rằng có thể là có đến từ vũ trụ. Sao Chổi được tạo thành từ đá và băng. Một vài trong số chúng, chẳng hạn như sao Chổi Halley, chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo và chu kỳ có quy luật. Nhưng còn vô số tập hợp sao Chổi khác mà ta hoàn toàn không hiểu gì về chúng.
Chúng bay trong vũ trụ với vận tốc khủng khiếp lên đến 260.000 km một giờ. Các nhà nghiên cứu về vũ trụ cho biết, sao Trời tựa như những hòn than có đuôi màu đen, do đó rất khó có thể phát hiện được cho đến khi chúng thực sự ở rất gần. Chỉ khi sao Trời ở vị trí gần mặt trời thì chúng ta mới có thể phát hiện ra dễ dàng hơn. Khi mặt trời chiếu vào và đốt nóng, những vật thể băng này sẽ phun ra khí và bụi. Bị ánh nắng liên tục tác động, lớp khói bụi sẽ bốc cháy và trở nên sáng rực, đến mức có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng triệu km. Nhưng nếu lúc này sao Trời lại hướng thẳng về phía trái đất thì sẽ không có cách nào để ngăn chúng lại được. Trái đất nằm trong thao trường của vũ trụ. Các sao Chổi hay tiểu hành tinh đủ mọi kích thước đang rơi vào chúng ta. Sao Chổi có kích thước lớn thực sự là một nỗi kinh hoàng nếu chúng va chạm với trái đất. Nói cái hình ảnh là trái đất chúng ta nằm trong thao trường của kiểu trên hình ảnh này là đúng. Vì người ta tính toán thì hàng năm trái đất chúng ta có hứng chịu hàng nghìn tấn vật chất bụi vũ trụ bão đập vào trái đất. Nhưng nó là các cái vật chất đấy nó đến ít. Tức là đến lần lượt đến, chứ không phải cùng một lúc là 2.000 tấn này nó đến, và đến lần lượt và đến nhiều nơi và mỗi chỗ là một ít. Vì thế cho nên là mặt trái đất chúng ta là 3/4 là biển, chứ phần lớn nó rơi ở biển. Những miệng hố khổng lồ khắp địa cầu là minh chứng rõ ràng nhất cho các trận công kích từ vũ trụ trong quá khứ. Những cuộc tập kích này có thể diễn ra thường xuyên hơn chúng ta nghĩ. Lần gần nhất diễn ra hơn một thế kỷ trước. Vào 7 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908, một tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực sông Tunguska, một nơi hẻo lánh thuộc Siberia. Một số nhân chứng đã kể lại rằng họ nhìn thấy một ngôi sao rơi với phần đuôi bốc cháy sáng rực. Lúc đó bầu trời quang đãng và ngọn lửa ở phần đuôi ngôi sao còn sáng hơn cả mặt trời, lao vụt tới. Đó có thể là sao Chổi hoặc một tiểu hành tinh. Do va chạm với lớp khí quyển dày đặc của trái đất ở vận tốc lớn, ma sát với không khí nóng, nên lớp vỏ của nó lên tới 24.704 độ C, rồi bốc cháy và phát nổ. Trên thời kỳ ấy thì các cái tài liệu người ta còn lưu trữ được khá đầy đủ. Tức là người ta nghe thấy một cái tiếng nổ cực kỳ lớn, và sau đó thì rừng cây ở Siberia là bị tàn phá và để lại một cái vùng khá rộng là bị tàn phá. Thì cái tàn phá này ấy, thì hiện nay ấy, thì người ta nghĩ rằng là đấy có thể là do một cái tiểu hành tinh hay là một thiên thạch lớn đã va đập vào đấy. Thì điều này thì người ta nghĩ là cũng có thể. Ở độ cao 8,5 km, nhiệt độ này làm sao Chổi hoặc thiên thạch tự đốt cháy và phân hủy. Vụ nổ đã khiến bầu trời sáng liên tiếp trong nhiều ngày, thậm chí ở châu Âu có thể đọc sách được cả vào ban đêm. Vụ nổ Tunguska có sức tàn phá tương đương với 185 quả bom nguyên tử đã nổ tại Hiroshima. Còn kinh hoàng hơn cả vụ phun trào núi lửa St. Helens. Tuy không để lại miệng hố rõ ràng, nhưng vụ nổ đã quét sạch 80 triệu cây cối và vô số động vật trên diện tích hơn 2.000 km², lớn hơn cả diện tích của thủ đô Washington, D.C. Nếu vụ nổ xảy ra trên bầu trời của một thành phố lớn, thì sẽ gây ra sự hủy diệt trên diện tích hàng nghìn km² tính từ tâm rơi. Đối với các nhà thiên văn, thì sự kiện Tunguska vẫn chỉ là một viên đạn trượt, là một cú đòn chưa đủ mạnh. Vậy, một vụ va chạm mang tính diệt chủng thực sự sẽ như thế nào? Vào năm 1994, các nhà thiên văn học đã ghi lại được quá trình sao Chổi lao vào Mộc Tinh. Đây cũng là lần đầu tiên họ quan sát được sao Chổi Shoemaker-Levy 9, dù đã phát hiện ra nó trước đó nhiều năm. Khi đang trong quỹ đạo di chuyển từ bên ngoài hệ mặt trời đến mặt trời, Shoemaker-Levy 9 băng qua sao Mộc ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức đáng lo ngại. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất và có lực hấp dẫn lớn nhất trong hệ mặt trời. Khi sao Chổi bay ngang qua, nó sẽ bị trường hấp dẫn của Mộc Tinh hút vào gần hơn. Sau đó sao Chổi bị vỡ thành 21 mảnh nhỏ dài dọc theo quỹ đạo. Những mảnh nhỏ này có đường kính dưới 3 km và không đủ quán tính để thắng được lực hấp dẫn khổng lồ của sao Mộc. Ngày 16 tháng 7 năm 1994, mảnh vỡ đầu tiên của sao Chổi đã va vào Mộc Tinh với vận tốc lên đến 160.000 km/h.
không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng sao chổi có khả năng va chạm với các hành tinh. Những mảnh vỡ của sao chổi nối tiếp nhau đâm vào hành tinh khổng lồ này. Những vụ nổ tạo ra một năng lượng khổng lồ. Mỗi lần va chạm lại tạo nên các cột tro bụi bùng lên hàng nghìn km trong bầu khí quyển của sao Mộc và để lại những vết lồi lõm khổng lồ trên bề mặt của nó. Một số vết còn có kích thước lớn hơn cả trái đất. Trái đất sẽ ra sao nếu xảy ra va chạm có quy mô tương tự như những gì đã diễn ra với sao Mộc? Chỉ cần va chạm với một sao chổi có kích cỡ trung bình cũng có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với trái đất. Chúng ta đặt ra một tình huống giả định là các nhà khoa học quan sát được sao chổi với đường kính 3 km đang trong quỹ đạo va chạm với trái đất. Và lúc này đã quá muộn để có thể ngăn nó lại. Điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là bầu trời trở nên rực sáng, còn mặt đất thì rung chuyển. Năng lượng của va đập lớn, nhiệt độ cực kỳ cao, nên vật chất ở đấy nó sẽ bay hơi, bay thành bụi. Khi bay thành bụi thì nó bốc vào trong không khí, nó bốc vào trong không khí nó tạo ra những cái tâm ngưng tụ. Khi cái tâm ngưng tụ này mà nó lại với vận tốc lớn nó chuyển động, nó khuếch tán, nó bao quanh đại đất chúng ta, thì nó lại tạo thành một cái màn để che cái ánh bức xạ của mặt trời gửi đến, cho nên nó tạo ra những cái hiện tượng như mưa axit. Khi hạn chế bức xạ mặt trời đến đại đất chúng ta thì gây nên những cái hủy diệt thứ cấp, mà như kịch bản nó giống như lúc nào tôi nói là làm cho một số động thực vật là bị hủy diệt. Xác suất những vụ va chạm khổng lồ là rất nhỏ, có thể là hàng trăm nghìn năm mới có một lần. Tuy nhiên, các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn miệt mài nghiên cứu để có thể hiểu hết về những cái đuôi lửa lạ lùng này trong vũ trụ. Họ đang cố gắng giải thích xem, thực chất thì sao chổi là cái gì và chúng từ đâu tới. Sự tồn vong của nhân loại liệu có phụ thuộc vào khả năng ngăn chặn sao chổi trước khi chúng đâm vào trái đất hay không? Người ta chứng minh được là vũ trụ đang ngày càng giãn nở, thì như vậy là mật độ vật chất ở trong vũ trụ này nói chung là rất thưa thớt đấy, và xác suất để mà có những cái sự va chạm lớn của một cái thiên thạch đối với trái đất thì nói chung là vô cùng nhỏ đấy. Không, về mặt khoa học phải nói là cũng không thể bằng không, mặc dù nói là nó là vô cùng nhỏ nhưng cũng có thể nó có một phần nhỏ, biết đâu nó lại xảy ra. Theo tính toán của NASA đó, các chuyên gia của NASA thì nó vào cỡ 1 phần của 300.000 cho tới 1 phần của 250.000 về cái xác suất đấy. Nhưng mà xác suất thì khác không, nhưng nó quá bé. Nhất là trong cái đời của một con người của chúng ta chỉ hàng trăm năm thì cái khả năng này coi như bằng không. Fred Lawrence Whipple được xem là người đi tiên phong trong lĩnh vực thiên văn, chuyên nghiên cứu về sao chổi. Ông là cha đẻ của giả thuyết quả bóng tuyết bẩn, trong đó nói rằng các sao chổi là hỗn hợp của băng và đá, chứ không phải thuần túy là cát gắn với nhau bởi lực hấp dẫn như đã được suy luận trước đó. Theo ông, khi sao chổi đến gần mặt trời, ánh sáng của nó làm bốc hơi phần băng trong nhân sao chổi. Kết quả là các hạt được nung nóng lên sẽ khiến khí và băng cháy, tạo nên cái đuôi đặc trưng mà chúng ta vẫn thấy. Tận đến năm 1980, các nhà thiên văn mới có cơ hội kiểm chứng giả thuyết của Whipple bằng cách tiếp cận cận cảnh sao chổi Halley. Và những gì mà họ khám phá ra đã khiến cả thế giới ngạc nhiên. Năm 1985, trong khuôn khổ chương trình toàn cầu về nghiên cứu mặt trời và trái đất, các nhà khoa học đã phóng một tàu vũ trụ có gắn bộ phận cảm biến xuyên qua đuôi của một sao chổi. Đến năm 1986, cơ quan vũ trụ châu Âu phóng tiếp tàu vũ trụ Giotto để nghiên cứu phần nhân của sao chổi Halley. Mặc dù vẫn lo ngại, bụi từ sao chổi có thể sẽ làm hỏng Giotto. Rất may là điều đó đã không xảy ra. Thiết bị không những chịu đựng được sự bắn phá của sao chổi, mà còn gửi về trái đất những tấm ảnh cận cảnh bề mặt của Halley, trong đó có một miệng hố giống như bọt biển và từ đó phun ra những dòng khí. Từ đó câu hỏi, sao chổi có rắn như những gì chúng ta đã nghĩ trước đây hay không, đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của các nhà khoa học. Vào năm 2000, họ nhận thêm được những bằng chứng mới. Khi tiến đến gần mặt trời, sao chổi có tên Linear đột nhiên bị nổ tung. Các kính thiên văn vũ trụ và kính thiên văn trên mặt đất đã ghi lại được toàn bộ hình ảnh về vụ nổ, giúp các nhà khoa học lần đầu tiên có thể phân tích thành phần hóa học của nhân sao chổi.
Thông tin này cùng với những gì đã có từ trước thực sự khẳng định rằng giả thuyết của Whipple là hoàn toàn có cơ sở. Sao Chổi không có thành phần băng rắn. Nó rất xốp, lỗ chỗ và giòn. Tuy nhiên, giả thuyết về cấu trúc xốp của sao Chổi vẫn gây nhiều hoài nghi trong giới khoa học. Tại sao có cấu trúc xốp mà chúng lại gây ra sự hủy hoại lớn như vậy? Có lẽ một phần là vì vận tốc quá lớn của chúng. Sao Chổi lao đi vun vút trong hệ mặt trời với vận tốc hơn 10 km một giây. Vì vậy, chỉ một sao Chổi nhỏ thôi cũng đủ để gây ra một thảm họa lớn. Tiến sĩ Donald Gilman là một nhà nghiên cứu khá lâu năm tại phòng thí nghiệm chuyển động phản lực của NASA. Sự thật là sao Chổi rất xốp, thậm chí đến mức có thể dùng tay để vò nát, nhưng chúng lại có kích thước vô cùng lớn và đường kính lên đến hơn 16 km. Vì vậy mà tính chất xốp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến khối lượng và sức tàn phá của sao Chổi. We have main engine start, zero and lift off of the Stardust spacecraft. Tháng 2 năm 1999, tàu vũ trụ Stardust của NASA được phóng đến sao Chổi Will 2. Sứ mệnh của nó là thu thập bụi của sao Chổi này và chuyển về trái đất. Nhờ vào tấm ván hình chiếc vợt tennis có đường kính 30 cm, chứa nhiều hốc có kích cỡ bằng cục đá và được lót một loại vật liệu xốp mang tên aerogel, Stardust đã thu được hơn 300 mẫu bay gần sao Chổi với vận tốc lên đến 32.000 km/h. Chuyến bay đã thành công tốt đẹp. Tháng 1 năm 2006, 7 năm sau ngày phóng, Stardust bay trở lại trái đất để gửi về các hộp chứa mẫu hạt một cách an toàn. Những gì mà nó thu được chính là kho báu đối với các nhà nghiên cứu. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng sao Chổi cấu tạo từ những hạt vật chất rất xa mặt trời. Ở sao Chổi Will 2, chúng tôi thu được cả những hạt vật chất ở gần mặt trời. Theo số liệu mới nhất từ tàu vũ trụ Stardust, thì sao Chổi được hình thành gần trái đất, ở giai đoạn sơ khai của hệ mặt trời, và sau đó bị rơi vào quỹ đạo chuyển động ra xa, xa hơn rất nhiều so với các nhà khoa học vẫn thường nghĩ. Sao Chổi không chỉ có những vật chất của hệ mặt trời trong kỷ nguyên hình thành, còn có cả những vật chất từ những tinh vân xa xôi được hút vào trên chuyến hành trình của chúng. Ở sao Chổi có tất cả mọi thứ trong dải ngân hà. Giả sử chúng ta có khả năng quan sát thấy một sao Chổi đang lao về phía trái đất, chúng ta có thể làm gì vào lúc đó? Những phương án ứng phó đầu tiên đã được các nhà khoa học đưa ra. Khi mà những hành tinh này đến gần ấy, thì người ta có những cái biện pháp để người ta đề phòng. Biện pháp thứ nhất, đấy là người ta phóng những cái con tàu vũ trụ đến để làm thay đổi, làm nhiễu cái quỹ đạo này. Cho nên cái nhiễu quỹ đạo để cho nó đi xa xa. Đấy là một cái phương pháp. Mà phương pháp này là khả dĩ. Phương án mà người ta muốn tích cực hơn, tức là nếu như là khi đó đã đến gần, thì người ta bắn trực diện các cái tên lửa, bắn thẳng vào cái địa hình này là phá vỡ trước khi nó đến gần trái đất chúng ta. Thì đây là những cái dự án mà cộng đồng châu Âu và NASA đã dự kiến. Năm 2005, các nhà khoa học đã sẵn sàng tiến hành kiểm tra lý thuyết về sự va chạm của các tên lửa với sao Chổi. Họ quyết định bắn tên lửa vào một sao Chổi mẫu. Và dự án được đặt tên là Deep Impact. Dự án Deep Impact được tiến hành tại phòng thí nghiệm của NASA tại thành phố Mountain View, California. Nhiệm vụ của tiến sĩ Scott và nhóm nghiên cứu là làm rõ toàn bộ quá trình va chạm. Thiết bị này cho phép chúng tôi bắn những quả cầu có kích thước nhỏ với vận tốc gấp 6 đến 7 lần vận tốc đạn súng trường. Tất cả cơ cấu này được quay sao cho độ cao của nòng súng đạt đến độ cao tương đương với tầng 3 của một tòa nhà. Nó giúp cho việc định hướng các viên đạn bắn đến mặt phẳng ở các góc khác nhau. Các nhà khoa học cho rằng sao Chổi khác nhau về thành phần cấu tạo. Do vậy, Scott và nhóm nghiên cứu đã xây dựng các mô hình khác nhau, sau đó bắn phá bằng các viên đạn với vận tốc siêu lớn từ khẩu súng của mình. Bức ảnh đầu tiên là những gì xảy ra khi ta bắn phá một cấu trúc có thành phần giống với bụi mặt trăng. Bước thứ hai là những gì xảy ra khi ta bắn vào một lớp vật chất xốp. Cảnh thứ ba là bức tranh bắn phá một cấu trúc xốp được bao bọc bởi các chất hữu cơ.
Phân tích các hố va chạm để lại, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, ở bức tranh cuối cùng có miệng hố. Còn ở hai bức tranh khác khi sử dụng vật chất xốp, sẽ không quan sát thấy miệng hố, nó hoàn toàn bị phủ kín. Như vậy, vật chất xốp đã hấp thụ viên đạn. Kết quả này làm các nhà khoa học thất vọng. Ý tưởng khám phá nhân sao Chổi gần như đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, vẫn còn một khả năng nữa mà Scott cần phải chú ý. Đó là tìm kiếm dạng vật chất siêu xốp và siêu rỗ cấu tạo nên sao Chổi. Ông đã cố gắng tìm loại vật chất thích hợp để mô phỏng khả năng này. Sao Chổi có thể giống như một quả cầu siêu xốp với cấu trúc lỏng lẻo. Làm thế nào để mô phỏng nó? Tốt nhất là từ các phức chất hữu cơ. Nhưng chất gì thích hợp nhất? Kẹo bông chăng? Chúng tôi sẽ giả định sao Chổi được cấu thành từ những loại vật chất giống như chiếc kẹo bông này, rất sơ và xốp rỗng. Bây giờ, chúng ta sẽ treo nó vào buồng chân không, bắn đạn với vận tốc lớn và quan sát xem liệu viên đạn sẽ bị nổ tung thành từng mảnh hay đi xuyên qua nó. Kết quả là viên đạn bay xuyên qua sao Chổi, nhưng lực va chạm đã khiến sao Chổi nổ tung. Đó không phải là một tín hiệu tốt lành. Sao Chổi sau khi bị nổ tung có thể gây nguy hiểm hơn rất nhiều so với khi còn nguyên vẹn. Những mảnh vỡ của nó vẫn nằm trên quỹ đạo cũ và một viên đạn lúc trước giờ lại trở thành một loạt đạn bắn vào chúng ta. Năm 2005, khi kết thúc thí nghiệm tại NASA, nhóm nghiên cứu đã sẵn sàng tiến thêm một bước mới. Họ quyết định bắn phi thuyền Deep Impact mang theo vật tác động là một viên đạn đồng có đường kính 1 mét, nặng 370 kg vào đường đi của sao Chổi Temple One. Đứng đầu thí nghiệm lần này là tiến sĩ Michael Ahern đến từ trường Đại học Maryland. Đây là mô hình của thiết bị sử dụng trong chương trình Deep Impact. Nhiều người cho rằng chỉ có một thiết bị, nhưng trên thực tế lại có đến hai. Trên máy này có gắn một mặt phẳng, một phía có gắn toàn bộ các thiết bị cần thiết. Xoay ngược lại sẽ thấy pin mặt trời cung cấp năng lượng điện cho quá trình bay. Đây là ống thử. Trong thực tế là một chiếc búa địa chất nặng 3 tấn để đập vào các đối tượng nhằm thăm dò tính chất của chúng khi va chạm. Ngày 12 tháng 1 năm 2005, sau 6 năm nghiên cứu và chuẩn bị, Deep Impact đã sẵn sàng cất cánh. Phi thuyền Deep Impact của NASA đã rời mũi Canaveral trên tên lửa Delta II. Đích đến của tên lửa Delta II là sao Chổi có tên gọi Temple One. Chỉ sau 5 tháng, Deep Impact đã đi vào quỹ đạo của Temple One. Mùng 2 tháng 7 năm 2005, khi cách sao Chổi này 300.000 km, hệ thống camera trên phi thuyền đã bắt đầu hoạt động và chĩa về phía Temple One. Sau khi đã định vị xong, phi thuyền phóng ống thử. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nó sẽ đâm xuyên Temple One với lỗ thủng có đường kính khoảng 180 mét và độ sâu bằng chiều cao của một tòa nhà 8 tầng. Nhưng nó cũng có thể làm sao Chổi vỡ tung ra từng mảnh nhỏ. Tôi vẫn lo ngại rằng chúng ta còn chưa thực sự hiểu về sao Chổi. Và ống thử chỉ có thể tạo ra miệng hố với đường kính có 1 mét và sâu 30 mét. Trong trường hợp này, thật khó xác định được chúng ta đã đến được sao Chổi hay chưa. Trên mặt đất, hàng trăm nhà khoa học đang nín thở chờ đợi. Chúng tôi bị mất liên lạc và chỉ còn biết trông chờ. Tất cả mọi người đều cố gắng giữ bình tĩnh và kiên nhẫn. Nhưng đúng vào lúc tín hiệu được nối lại. Năng lượng của vụ va chạm được mang vào trong, phản xạ lại và bắn tung các hạt bụi ra khỏi bề mặt của sao Chổi. Những hạt vũ trụ này nhận được ánh sáng từ mặt trời. Vì thế đây chính là ánh sáng phản xạ từ sự chiếu sáng của mặt trời lên các hạt bị bật ra từ phần bên trong của sao Chổi Temple One.
Sao Chổi và phi thuyền của NASA đã va chạm với nhau ở vận tốc 37.000 km/giờ. Sức công phá của vụ nổ tương đương với 5 tấn thuốc nổ TNT. Kết quả là ống thử bị hóa hơi hoàn toàn và trên bề mặt Sao Chổi phun ra vô số tro bụi hơn cả những gì mà nhóm nghiên cứu trông đợi. Những phân tích về thành phần của bụi đã cho thấy sự có mặt của các phân tử carbon của các cấu trúc hữu cơ. Vì thế có thể giả thuyết rằng chính Sao Chổi đã mang những phân tử hữu cơ này đến trái đất. Các nhà khoa học lại tiếp tục lên kế hoạch cho chuyến bay lần hai để tìm hiểu kỹ hơn. Năm 2010, NASA lại phóng Stardust lên Temple One để quan sát miệng hố va chạm lần trước. Họ muốn biết điều gì đã xảy ra với bề mặt Sao Chổi, cũng như các phân tử vật chất bắn ra từ vụ va chạm. Các nhà khoa học hy vọng họ sẽ thu thập được nhiều thông tin từ sứ mệnh Deep Impact, trong đó có cả những dữ liệu có thể giúp họ ngăn ngừa khả năng va chạm giữa Sao Chổi với trái đất. Nhiều người lại cho rằng Deep Impact đã phần nào làm thay đổi quỹ đạo của Temple One. Nhưng trên thực tế thì Temple One vẫn chuyển động chính xác theo chu trình từ trước đến nay. Tuy chúng ta lo ngại về sự hủy diệt mà Sao Chổi có thể mang đến cho hành tinh xanh, nhưng xét trên phương diện nào đó, chúng cũng có thể là đối tượng đã mang đến sự sống trên trái đất. Những Sao Chổi băng này có thể đã mang đến nguồn nước cho đại dương và khắp các lục địa như hiện nay. Chúng cũng có thể đã mang đến những cấu trúc hữu cơ đầu tiên. Từ các cấu trúc hữu cơ và nước, sự sống đã dần được hình thành. Có thể Sao Chổi sẽ mang đến cho trái đất nhiều cấu trúc hữu cơ hơn nữa. Bụi vũ trụ thường xuyên va chạm với khí quyển trái đất hàng triệu lần mỗi năm. Nhiều nhà khoa học tin rằng trong số những quả cầu băng có nhiều quả với kích thước bằng cả một tòa nhà đã bị phá vỡ khi bay vào khí quyển. Chúng để lại các đám mây băng và đọng lại thành nước, giúp duy trì sự sống trên mặt đất. Trong những chuyến bay tiếp theo, các nhà khoa học dự tính sẽ xuyên thủng lớp bề mặt Sao Chổi. Mục đích vẫn là tìm hiểu rõ hơn về thành phần cấu tạo và nguồn gốc của Sao Chổi, cũng như củng cố lý thuyết hãm một trong số chúng nếu có nguy cơ bay vào trái đất. Hy vọng rằng một ngày nào đó, khi Sao Chổi lấp lánh bay ngang qua bầu trời, chúng ta có thể nhìn nó với một con mắt khác, không phải một thảm họa, mà là một dấu hiệu của sự phục sinh và tiến hóa.